Xin chào các bạn, Phương đã quay trở lại rồi đây. Và ngày hôm nay Phương muốn giới thiệu cho anh em một sản phẩm đồ chơi rất là hay ho và xịn sò. Có thể nói thời điểm hiện tại sản phẩm này là độc nhất vô nhị, gắn được cho SH Ý đời từ 2010 tới 2012. Ngoài ra còn có thể gắn vừa cho tất cả dòng SH Việt Nam từ 2012 đến 2020. Sản phẩm đó là gì? Chúng ta sẽ cùng nhau xem đoạn clip ngay sau đây. Và Phương cũng không nghĩ một sản phẩm từ nhựa mà có thể được chịu được cái độ bền cũng như là những cái bài test đó. Và ngoài ra thì nó còn lại mang tính thẩm mỹ hơn rất là cao cho chiếc xe của bạn. Vâng, đó chính là cản trong suốt siêu bắc với hai màu xám khói và trong suốt. Bây giờ thì hãy cùng Phương khui thử cái hộp của sản phẩm cản trong suốt siêu bắc để coi coi là cái sản phẩm này có những điểm gì đặc biệt. Đầu tiên thì chúng ta sẽ thấy được là bao bì bên ngoài được bọc rất là cẩn thận, hai lớp, một cái lớp nhựa bên ngoài dán siêu. Rồi sau cái lớp bên ngoài thì chúng ta còn thấy được là cái cản được bọc cái lớp chống sốc rất là kỹ lưỡng. Và cuối cùng, dạ, đóng gói cẩn thận quá. Bây giờ sẽ bóc cản ra khỏi cái túi chống sốc. Đây, cản trong suốt siêu bắc. Tình hình chung là sau một thời gian dài sử dụng, anh em đều thấy được là cản của SH rất là dễ chày và chóc sơn. Một số anh em chúng ta sử dụng xe còn khiến cho xe bị ngã, khiến cho cái cản này nó bị gãy, và chi phí sơn, sửa cũng như là mua lại rất là đắt. Vậy thì tại sao chúng ta không thử một sản phẩm làm từ nhựa ABS chất lượng cao, có thể giúp cho xe bạn trở nên nổi bật hơn khi di chuyển ngoài đám đông. Bây giờ hãy cùng Phương lắp đặt thử sản phẩm cản trong suốt siêu bắc với hai màu trong suốt và xám khói lên SH Ý đời 2010 đến 2012. Ngoài ra còn có thể lắp đặt được cho SH Việt Nam đời từ 2012 đến mẫu mới nhất là 2020. Bây giờ chúng ta sẽ gắn thử sản phẩm này lên trên xe coi có chế cháo gì hay không. Các bạn thấy được rõ ràng là sản phẩm cản trong suốt siêu bắc với hai màu trong suốt và xám khói lắp đặt dễ dàng cho SH Ý đời 2010 đến 2012. Ngoài ra thì còn có thể lắp đặt được cho SH Việt Nam đời từ 2012 đến 2020, lắp đặt như zin không cần phải chế cháo gì cả. Ngoài ra đây là một món đồ chơi cực kỳ thẩm mỹ giúp cho xe bạn nổi bật hơn khi di chuyển ngoài đám đông. Và cản trong suốt siêu bắc được làm từ nhựa ABS cho nên các bạn hoàn toàn có thể yên tâm về khả năng chịu lực của sản phẩm này. Tuy nó là nhựa nhưng mà các bạn có thể hoàn toàn yên tâm về cái độ chắc chắn. Chúng ta có thể nắm vững chắc rất là thoải mái ha. Sản phẩm cản trong suốt siêu bắc có thể nói là một món đồ chơi độc nhất vô nhị thời điểm hiện tại dành cho SH Ý đời từ 2010 đến 2012. Ngoài ra còn có thể gắn được cho SH Việt Nam từ 2012 đến 2020. Sản phẩm này có hai màu là trong suốt, xám khói, được bảo hành 12 tháng một đổi một và lỗi kỹ thuật. Giá của sản phẩm là 600.000 đồng. Sản phẩm được bán tại tất cả các cửa hàng của Shop Hai Bánh. Bên cạnh đó, Shop Hai Bánh còn kinh doanh những dòng sản phẩm nhớt, vỏ xe, phụ tùng chính hãng và đồ chơi xe máy. Ngoài ra, Shop Hai Bánh còn kinh doanh dòng xe nhập khẩu với website là xenhaphaibanh.vn. Hãy đến với Shop Hai Bánh để chúng tôi có cơ hội được phục vụ các bạn, mang đến cho các bạn sự hài lòng nhất. Một lần nữa xin cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi.